iShopCare, nền tảng y tế số thông minh, bảo mật, nhanh gọn, tiết kiệm. iShopCare ra đời với sứ mệnh trở thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cá nhân lớn nhất tại Việt Nam, giúp kết nối người dùng với cơ sở y tế mọi lúc mọi nơi thông qua việc xây dựng hệ thống y tế thông minh, bảo mật, nhanh gọn, tiết kiệm cho người dùng và cơ sở y tế nhờ công nghệ tiên tiến. Cung cấp đa giải pháp giúp mỗi cơ sở y tế và mỗi người dân thuận tiện trong quá trình khám chữa bệnh. Lợi ích cho người bệnh. Kết nối mọi lúc mọi nơi. Hỗ trợ toàn diện cho người bệnh, từ khám bệnh, xét nghiệm, đơn thuốc, tư vấn dự phòng bệnh. Nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh, đặt khám dễ dàng, tiếp đón nhanh gọn, kết nối chặt chẽ, đảm bảo an toàn riêng tư qua thiết bị di động cá nhân. Lợi ích cho cơ sở y tế. Cung cấp giải pháp giúp cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tạo dựng phong cách chuyên nghiệp hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện số, rút ngắn thời gian, giảm thiểu thủ tục tiếp đón cho cơ sở y tế nhờ thông suốt hệ thống thông tin. Thanh toán điện tử, cơ sở y tế quản lý dòng tiền tốt hơn nhờ tính năng thanh toán không tiền mặt. Xây dựng hình ảnh thương hiệu nhờ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và trải nghiệm khám bệnh dễ dàng, nhanh chóng, hiện đại. Hành động vì sức khỏe cộng đồng. iShopCare thành lập mạng lưới bác sĩ ơi, hỗ trợ người dân trên toàn quốc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, được khám bệnh trực tuyến với bác sĩ miễn phí. Chương trình nhân ái, hỗ trợ chi phí y tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Kết quả đạt được, hơn 2.000 bác sĩ tham gia vào nền tảng iShopCare, hợp tác với hơn 40 cơ sở y tế trên cả nước, mang đến trải nghiệm khám chữa bệnh hiện đại cho người bệnh với hơn 10.000 lượt khám mỗi ngày, giải đáp miễn phí với hơn 1.000 câu hỏi mỗi ngày, hơn 50 hồ sơ được nhận hỗ trợ từ chương trình nhân ái. iShopCare, nền tảng y tế số thông minh, nhanh gọn, tiết kiệm cho cơ sở y tế và cho người bệnh.